Thành Đại, cháu có lòng tin sẽ thắng trận đấu này không? Cháu sẽ hết sức cố gắng. Tốt. Cái thằng Á Thọ, theo ta học võ cũng 20 năm rồi. Muốn thắng nó cũng không phải là chuyện dễ đâu. Này, ta dạy cho cháu mấy chiêu nhé. Bác dạy cháu võ công ấy. Nói thật thì lần này tổ chức tỷ võ kén gì là ta muốn để cho cháu thắng. Ta biết cháu với Á Thọ đều rất thích thập lang, nhưng mà thằng Thọ không chín chắn chút nào. Nó không gánh nổi trách nhiệm của đàn ông đâu. Á Thọ thật lòng yêu thập lang. Nếu như thập lang muốn lấy Á Thọ, cháu tin Á Thọ sẽ cho thập lang được hạnh phúc. Tại sao cháu lại nói vậy? Cháu nghĩ cháu hiểu chúng nó hơn ta sao? Từ nhỏ chúng nó đã lớn lên bên nhau, là một cặp oan gia đối đầu. Gặp nhau không đánh thì cũng cãi. Không phải oan gia, không gặp nhau mà. Thôi cháu đừng nói nữa. Trong mắt của Võ Đinh Đang này, người cho thập lang được hạnh phúc chỉ có cháu. Đừng làm ta thất vọng.